Hôm nay là ngày mùng 6 Tết, chắc hẳn là rất nhiều công ty tổ chức khai xuân vào ngày này, bởi vì đây là ngày đầu xuân cũng như là ngày số 6, ngày rất đẹp trong năm. Và công ty mình cũng vậy, không là ngoại lệ, hôm nay thì bên mình cũng tổ chức khai xuân. Và lì xì là cái không thể thiếu, đây là lúc mà mình đang chuẩn bị lì xì để tặng cho mỗi người một phong bao. Lớn nhất sẽ là 200.000, nhỏ hơn một chút là 100.000, sau đó thì 50.000 với cả là 20.000. Sau đó thì mọi người sẽ random. Thế nhưng mà chuẩn bị cho mọi người bốc thì bắt đầu là cậu ấy mới mách là: anh ơi, bây giờ anh cho quay vòng quay may mắn đi, ai quay được cái nào thì nhận cái đó. Thế là cuối cùng mình cho anh em quay vòng quay may mắn. Rất là vui các bạn ạ. Đầu năm vui như này thì chắc chắn là cả năm sẽ vui, và mong là sẽ như thế. 2024 theo các chuyên gia dự đoán thì vẫn là một năm cực kỳ khó khăn với lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên thì đối với mình, khó khăn hay là dễ dàng thì ở quan điểm của mỗi người mà thôi. Đối với mình thì thị trường bất động sản luôn luôn là dễ dàng và luôn luôn có cơ hội. Quan trọng là chúng ta nhìn nhận nó ra sao mà thôi. Năm 2023 thì tính đến trước Tết âm lịch thì mình cũng đã thực hiện được khoảng 58 giao dịch bất động sản. Cũng là một con số khá là may mắn. Và năm nay sẽ đặt mục tiêu là khoảng 100 giao dịch bất động sản. Một năm mới bắt đầu, sẽ có nhiều khó khăn, sẽ có nhiều thử thách, sẽ có nhiều mồ hôi và sẽ có nhiều nước mắt. Nhưng mà mình tin rằng là mọi thứ sẽ vượt qua, chỉ cần chúng ta có niềm tin mà thôi. Và năm nay thì công ty mình lại tiếp tục triển khai những cái sản phẩm. Đầu tiên đó chính là những cái sản phẩm giá chỉ khoảng 100 triệu. Tức là khoảng 100 triệu đồng thì các bạn sẽ sở hữu ngay một lô đất đã có sổ hồng. Diện tích sẽ từ 100 cho đến khoảng 200 mét vuông. Tức là giá bán cũng chỉ loanh quanh từ 500 đến 1 triệu đồng trên 1 mét vuông mà thôi. Tiếp theo là những cái sản phẩm tầm trung, khoảng được tầm 300 đến 400 triệu. Thì hiện tại bên mình cũng đang có một quỹ đất nằm ở trung tâm thị trấn, cũng đã có sổ rồi, đất ở đô thị. Diện tích khoảng được tầm 130 đến 150 mét. Và giá cũng chỉ loanh quanh tầm 280 đến 300 triệu mà thôi. Và khoảng 700 triệu thì bên mình có một dự án ở Yên Bái, nằm ở ngay mặt hồ Thác Bà và nằm cạnh với cả một cái cụm công nghiệp đang hoạt động rộng 53 hecta. Và cách đó khoảng 700 mét thì cũng có một khu nhà máy khoảng độ tầm 31,8 hec cũng đang trong quá trình hoạt động. Cái sản phẩm này thì giá khoảng 700 triệu. Tuy đầu tư ở cái sản phẩm này đó chính là một mặt thì tiếp giáp với đường quốc lộ, một mặt thì tiếp giáp với cả hồ Thác Bà cũng như là cụm công nghiệp. Và tiếp theo là một dự án ở Hòa Bình. Dự án này là khu đô thị. Giá ở đây khoảng tầm 1 tỷ 6 một lô, đã có sổ các bạn nhé. Diện tích khoảng 132 mét vuông. Và một sản phẩm mà bên mình trong năm nay sẽ ra mắt đó chính là những cái dòng sản phẩm nghỉ dưỡng. Diện tích sẽ khoảng độ tầm 1.000 mét vuông. Và với 1.000 mét vuông đó thì chúng ta sẽ có một căn nhà, một cái hồ bơi cũng như là các phòng ngủ, và chúng ta có thể cuối tuần đến đó để nghỉ ngơi cũng như là thư giãn. Và điều đặc biệt là đã có sổ hồng các bạn nhé. Và trong năm nay thì bên mình cũng sẽ tập trung đẩy mạnh những cái sản phẩm đó. Tài chính chỉ từ 100 triệu cho đến khoảng độ tầm 2-3 tỷ là chúng ta có thể đầu tư được. Mỗi một dòng sản phẩm thì sẽ có một cái kỳ đầu tư khác nhau, một cái tiềm năng khác nhau. Khi mà các bạn tìm hiểu sâu thì các bạn sẽ thấy là những cái sản phẩm này có rất nhiều những cái điểm hay và điểm lợi thế, cũng như là tiềm năng đầu tư và tiềm năng sinh lời rất tốt. Năm 2024 thì cũng đã chính thức đến rồi. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Ai cũng sẽ có một cái công việc tốt, sức khỏe tốt, và điều đặc biệt là sở hữu thật nhiều sổ hồng.